Mới đây, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ khai giảng online chào đón hơn 7.000 tân học viên, sinh viên nhập trường năm 2021-2022. Lãnh đạo nhà trường cho biết, năm học 2020-2021 là năm học gặp rất nhiều khó khăn, thách thức đối với cả nước nói chung, ngành công thương nói riêng khi đang phải đương đầu với đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào, ghi dấu mốc quan trọng trong thực hiện tự chủ, tạo sự chuyển biến đột phá về chất lượng đào tạo, tiếp tục khẳng định vị thế của mình. Cụ thể, số lượng nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2020 khoảng 100.000, năm 2021 đã tăng lên 145.000 nguyện vọng vào trường. Định hướng đến năm 2025, trường sẽ thực hiện triệt để đề án chuyển đổi mô hình quản trị từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội. Do đó, ngay từ đầu năm học này, thầy và trò của trường đã có kế hoạch thực hiện đổi mới hướng tới quản trị Đại học 4.0, xây dựng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh việc công bố các công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế, v.v. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, năm học 2021-2022 đã bắt đầu, một năm học vẫn rất đặc biệt, vẫn mở đầu với hoạt động trực tuyến. Bộ Công Thương luôn tin rằng trường sẽ nỗ lực vượt qua thách thức, biến khó khăn thành thời cơ để đổi mới, để sáng tạo, quyết tâm phát triển Đại học Công nghiệp Hà Nội trở thành một trong những cơ sở đào tạo vững mạnh, chất lượng hàng đầu.